Cụ thể, theo khoản 1 điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của người đó nhằm mục đích xúc phạm danh dự nhân phẩm người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự. Người có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.